Sai lầm khi làm thon gọn khuôn mặt. Đây là một trường hợp có khuôn mặt phính, tròn. Nếu cảm giác nhìn nghiêng thì cảm giác chảy xệ nhiều. Thì thông thường một khuôn mặt kiểu như thế này người ta sẽ thích đi làm là tiêm để thon gọn mặt. Thì tiêm thon gọn mặt có nghĩa là người ta sẽ tiêm với Botox hàm, Botox vào vùng cơ cắn. Thì khi vùng này nó nhỏ lại ha, thì mình sẽ thấy nè, nó nhỏ lại nó sẽ làm tăng cái cảm giác xệ của này lên. Tại vì độ lớn nó nằm ở vùng giữa nhưng mình lại làm nhỏ cái vùng cơ cắn. Đó là một phương pháp sai trong trường hợp này ha. Thứ hai nữa, một khuôn mặt tròn và to thì người ta hay tiêm à, tiêm giảm mỡ, tại vì nghĩ cái má này nó phính mỡ nhiều quá, nó to quá, đi tiêm giảm mỡ ha. Thì khi tiêm giảm mỡ vào đây á, nó là một cái vùng nè, mỡ dưới da không có quá dày, không có quá dày như thế này, thì việc mình tiêm giảm mỡ nó không có hiệu quả gì cả. Do đó việc mình chọn giải pháp sai cho chuyện làm thon gọn khuôn mặt này bằng phương pháp tiêm giảm mỡ cũng sẽ thất bại. Như vậy mình cần phải xác định rằng một khuôn mặt to tròn thì nguyên nhân do đâu ha. Cách thứ nhất, khung hàm của mình, bạn này có một khung hàm tương đối là nhỏ, không có cái ngạnh xương vuông. Thứ hai nữa, cái má phính này nó đang tập trung vào vùng trung tâm, vùng giữa. Và khi mình véo da nè, mỡ rất là mỏng, không phải là mỡ dưới da. Như vậy thì đối với khuôn mặt này, mỡ má trong sẽ thường là to. Do đó nếu mình muốn gọn, mình phải chọn phương pháp là giảm mỡ má trong, buccal fat patch removal. Bên cạnh đó, cái này nó bị một cái sự phân tách giữa cái mỡ má này và cái đường khuyết lõm của vùng má giữa này, nó làm cho cái khối má dưới này nó tụt xuống ha. Và cái cằm này nè, nó đẹp đó nhưng mà nó không có tương xứng với cái má này, nó có độ thấp hơn này và nó có đường khuyết hàm. Do đó là cái trường hợp này mình phải giảm mỡ má trong mình mới thấy thon gọn. Nhưng bên cạnh đó cái khuôn mặt này nó to hơn bởi vì nó bị chảy xệ. Do đó mình phải giải quyết vấn đề chảy xệ nữa thì cái khuôn mặt nó mới thon gọn, nó liên kết, nó không phân tách và nó có cảm giác săn chắc hơn ha. Ví dụ như thế này ha, cái mặt này nó phải được nâng đỡ cái này lên nè. Cái cằm nè, nó mất cái đường liên kết này, nó nhỏ ở đây, bớt cái độ mỡ má trong nè, thì cái mặt nó thon, nó săn chắc, nó rõ ràng, nó đúng, giải quyết đúng vấn đề, đúng cái nguyên nhân sinh ra cái má phính này. À, má phính này đang bị tụt xuống vùng thấp, đó là kết hợp của mỡ má trong to và sự chảy xệ và sự mất liên lạc giữa các phần của khuôn mặt, đó là cằm và má, hàm và cằm, nó không có cái sự liên kết với nhau ha. Đặc biệt là cái vùng mắt trên, vùng tear drop này, vùng má giữa này, nó thiếu cái độ nhô nên nó tụt cái này xuống. Do đó khi mình làm đẹp đó, mình phải biết cái nguyên nhân dẫn đến vấn đề của mình là gì, nguyên nhân sinh ra vấn đề của mình là gì, thì mình đi từ cái nguyên nhân và chọn giải pháp đúng thì mình sẽ thành công. Xem cận hả? Cận luôn hả? Quay lại nè, em có thể nghiêng mặt qua lại xem. Ok. Trời. Ok. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay bác sĩ Thảo có một cái case vừa phẫu thuật xong và muốn chia sẻ kết quả với mọi người. Xin chào. Hôm nay xem một cái case mình vừa thực hiện phẫu thuật xong, xem kết quả là như thế nào ha. Và cùng bác sĩ Thảo phân tích một cái case khá là hay. Đó là vấn đề của khuôn mặt mà chúng ta bị to tròn, chúng ta đi làm đẹp thì chúng ta chọn giải pháp như thế nào cho nó hợp lý. Ok. Như các bạn vừa xem một cái đoạn video clip mình phân tích trước khi mà mình phẫu thuật, thì bạn này có ý chị không có show được đây, không có hình trước mổ đây, không có ừ lấy iPad chị. Thôi mời mọi người chờ chút xíu, bác sĩ Thảo sẽ lấy hình show cho mọi người xem ha. Và để tại vì mình có live ở hai cái thiết bị á ha, nên nó chờ một sự đồng điện một chút xíu, và mọi người có thể chia sẻ với bác sĩ Thảo buổi livestream ngày hôm nay nhé. Một cái case điển hình trong cái việc là chúng ta đi làm thon gọn khuôn mặt, chúng ta đi làm đẹp, nhưng nếu chúng ta chọn sai giải pháp thì nó sẽ dẫn đến chúng ta là tiêu mất tiền ha, tốn tiền nhưng nó không đạt được cái hiệu quả mong muốn ha. Ok rồi, chờ chút xíu đi.
mình chia sẻ chút xíu ha, đợi mọi người kết nối đi. Ok, được được không? Giao lưu chút xíu với bên này chút xíu coi nè. Xin chào. Ok. Chị này làm gì vậy bác sĩ ơi? Ok, đố bạn đoán đó. Cái này là ngay lập tức sau 1 tiếng, 2 tiếng gì đó sau phẫu thuật đó ha. Cũng còn một vài cái điểm sưng bầm ha. Nhưng mà có thể chúng ta sẽ thấy là cái mặt còn hơi sưng sưng to to này nọ ha. Và mình sẽ xem xét xem là làm cái gì ha. Ít nhất trên khuôn mặt này để đếm thử cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái thủ thuật vừa được thực hiện ha. Nhưng mà mọi người có nhận ra là vừa được thực hiện cái gì không nha? Rồi. Thôi, bây giờ mình bắt đầu luôn hơn. Tại bắt đầu buổi livestream hơi trễ một chút xíu nên tranh thủ đó. Thôi mọi người về nấu cơm ha, nấu cơm tối. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại khuôn mặt này một chút nha. Mình phân tích sơ một chút xíu trước, sau đó sẽ nói về cái mà mình đã làm của trên khuôn mặt này bây giờ ha. Đây là nguyên với một cái khuôn mặt kiểu như thế này. Em show cái hình trên đó đi ha. Cái này chị để đây. Đấy, chúng ta thấy rằng bạn này có một cái than phiền về về một cái má phấn và một cái mũi hơi thấp ha. Đặc biệt là cái má phấn này, cái mặt là tròn, nó cứ ngậm kẹo ha, trong cảm giác như là ngậm kẹo. Cho cha tôi lại hay nhìn bên đây. Như ngậm kẹo ha. Và bạn đã muốn là cái mặt nó thon gọn nên được nghe, ví dụ như nghe là đi tiêm nhỏ mặt ha. Tiêm nhỏ mặt nghĩa là thường thường người ta sẽ tiêm cái Botox vào vùng cơ cắn, và bạn này bị phính cái vùng trước là chính, do đó là ngay cả tiêm Botox thì cái này nó cũng không giải quyết được gì hết, và nó làm tăng cái độ sệ này hơn. Thì với một cái suy nghĩ thông thường rằng cái mặt nó tròn như vậy thì chúng ta chắc là mình nên tiêm giảm mỡ cho nó bớt, nó nhỏ bớt, nó gọn bớt, nó giảm cái mỡ đi ha. Thì tiêm nó cũng không kết quả gì cả. Như vậy là tại sao cái khuôn mặt này lại có cảm giác phính nhiều như vậy, và nguyên nhân là gì, và chúng ta sẽ làm gì cho nó đúng. Ok, thì cùng bác sĩ Thảo ngắm lại một chút xíu ha. Thì trước mổ, khi mà bây giờ lại không béo được chị thì khi bác sĩ Thảo khám cái này trước khi phẫu thuật á, thì mình nhìn thấy rõ ràng trên cái khuôn mặt này, cái má phính này, nhưng mình véo cái da nó rất là mỏng luôn ha, nó mỏng nhỏ xíu vậy nè, độ dày mỡ có chút xíu vậy thôi ha. Như cái nãy đầu cái buổi livestream mình có xem cái đoạn mình chia sẻ đó ha. Rồi, và cái mỡ nó đang tập trung ở vùng trung tâm này, là chính vùng giữa này nè ha, và nó sệ xuống, do đó nó tạo cảm giác á là cái mặt nó phính rất là nhiều và nó sệ ra. Bên cạnh đó là bạn này có một cái độ khuyết hàm. Cái khuyết hàm là cái này giữa má và cằm đó, nó có một cái khuyết hàm nên nó tạo ra cái cằm và cái má nó nằm kế bên nhau, nó làm cho khuôn mặt càng phính ra hơn và càng sệ hơn. Do đó cái việc mà cái mặt mà nó sệ như thế này, nếu chúng ta chọn cái phương pháp là tiêm Botox thon gọn hàm thì tức là chúng ta làm cho cái vùng ngoài nó nhỏ hơn, như vậy cái vùng trong nó đang bự sẽ bao giờ cũng sẽ cảm thấy nó bự hơn. Và khi cái vùng cơ cắn này mà nó nhỏ, nó thấp xuống á, thì cái điểm nâng đỡ ở đây nó sẽ giảm đi, tức là cái vùng da ở vùng giữa này, vùng mặt giữa này, nó sẽ dễ cảm giác nó tụt lại, nó sệ hơn. Em nhìn thẳng kìa ha. Đó, cho nên là nếu mình chọn sai giải pháp mình sẽ không đạt hiệu quả, mà thậm chí nó có thể làm chúng ta tăng cảm giác chảy sệ nhiều hơn. Cái nữa, nếu cái má này mình véo da rõ ràng nó không có dày mỡ, mà nếu mình tiêm giảm mỡ thì nó lại sai luôn, nó có kết quả gì đâu, đó phải do mỡ đâu. Như vậy cái má phính này á, hồi nãy tôi đã lấy ra, đó chính là túi mỡ má trong. Một khi mình véo cái da mà nó phính ở đây nhiều thì túi mỡ má trong sẽ rất là to. Và bên cạnh đó, tại sao chỉ có một cục mỡ má trong nhưng nó tạo cái má này quá phính như vậy, là bởi vì khi chúng ta nhìn nè, chúng ta sẽ thấy là cái má và cái cằm nó bị một cái đường mất liên lạc ở vùng giữa này, nó tạo hai cái khối nằm kế bên nhau. Bên cạnh đó, nếu mình nhìn nghiêng, mình sẽ thấy, cho cái hình nghiêng coi cưng nè, cái này cười ra nó còn phính dữ luôn nè ha. Để coi nè, cười nè, tư thế cười ha. Cái cằm này là cằm tự nhiên, chưa can thiệp gì hết ha, nhưng mà nó bị kéo dài ra và cái má nó phính, nó rất là kỳ luôn ha, đúng không? Rồi khi mình nhìn nghiêng á, cái má giữa nó bị cái cảm giác là trời, làm hoài không tới cái nghiêng vậy nè. Rồi đây, khi mình nhìn nghiêng nè, nhìn nghiêng zoom lên vậy nè, em ơi zoom lên vậy nè,
Ok. Rồi khi mình nhìn nghiêng nè, mình thấy nè, một cái sự gãy cái vùng mặt giữa nữa. Đây nè, cái vùng mắt nè. Cái vùng mắt nè ha, nó gãy giữa như thế này nè. Cho nên nó làm cho cái phần má này nó càng tụt xuống dưới. Nó thiếu cái độ nâng của vùng má giữa và ở phía ngoài này, nên nó càng tụt mọi thứ xuống, tức là nó bị cái túi mỡ má trong to nè, rồi nó tăng cái cảm giác, cái chảy xệ đó nó nhiều, cái da này nó lỏng lẻo, nó nhiều cái cảm giác chảy xệ nên nó rớt xuống vùng dưới. Rồi cái cằm với cái má nó nằm hai cái khối nằm không có ăn nhập với nhau, cho nên nó tạo ra cảm giác má phính càng nhiều hơn. Chứ thực ra mỡ này dưới da không có, tức là véo da là véo vậy nè. À, mình véo vậy mình không có thấy nó dày. Nó dày cỡ tu vậy luôn nè, nó nhớ xíu là dày ít hơn nữa đó ha. Rồi cái độ liên lạc giữa cằm và hàm nó không có ha, và độ chảy xệ xuống, đặc biệt là cái độ gãy vùng mắt giữa nè. Mắt giữa nè ha. Đó. Ok. Cho nên là cái trường hợp này, bên cạnh đó nha, nó có một cái vấn đề nữa nè, mình nhìn nó chảy xệ khá nhiều ha, nọng cằm cũng tự nhiên trở nên to đi. Ok, thấy rõ không Quang ha? Rồi bên cạnh đó nè, ví dụ ở tư thế mà nhìn lên, mình sẽ thấy bạn này có một cái túi mở mắt khá là lớn. Cho chị cái hình này coi. Cái túi mở mắt khá lớn, nó gọi là cái iPad á, cái này nè, cái túi mở mắt này nè ha, cộng với cái khuyết mắt vùng mắt dưới nè, à, đúng rồi, khuyết vùng mắt dưới và thiếu cái độ nhô má giữa, nó làm cho cái sự mệt mỏi trên khuôn mặt nó càng nhiều hơn. Cái vùng túi mắt này rất là dễ khám, khi bạn ở tư thế hơi cúi và nhìn lên, bạn sẽ thấy cái túi mỡ nó phình ra nhiều hơn ha, dễ thấy hơn ha, và đặc biệt cái khuyết lõm đây nó sẽ thấy rõ ràng hơn. Do đó là đối với những cái trường rồi mình xem xét, bữa trước mình sẽ chia sẻ rất là nhiều cái kỹ thuật mà mình khám coi khuôn mặt mình thật sự to tròn là ở đâu đó. Đầu tiên là mình phải khám xương ha. Và bạn này có cái xương hàm không hề lớn, bây giờ mình check thử ở bên ngoài này. Xương rất nhỏ luôn. Nè, mình nhìn thấy cái đường này nè. Coi như là không có cái ngạnh xương luôn á ha. Nhỏ xíu à. Thấy được không? Ok, đó. Cho nên nguyên nhân do xương trên khuôn mặt này là không có, em cứ nhìn thẳng. Ha, nhưng mà mình nhìn vô mình thấy nó to ơi là to luôn ha. To như tưởng tượng là có trường nhiều trường hợp chắc nghĩ là mình để cắt xương hàm cho nó nhỏ bớt cái mặt này ha. Nhưng mà hoàn toàn không phải do nguyên nhân xương. Mỡ dưới da cũng không phải luôn. Cơ cắn cũng không phải lớn luôn. Như vậy đó là do cái sự chảy xệ, sự mất liên lạc và cái túi mỡ má trong nó gây nên ha. Do đó cái thủ thuật bác sĩ Thảo vừa áp dụng hồi nãy giờ kể 6 ha, 6 thủ thuật. Nhưng mà thực sự là nếu như các bạn nhìn thử cái khuôn mặt này, các bạn có đánh giá là phát hiện ra là vừa làm cái gì không? Chậm đỡ lên lát nữa. Mình sẽ gì đó ha, sát trùng lại cho bạn này tí nữa ha. Đấy. Thì các bạn bây giờ so sánh kết quả nè. Ok, nhìn thẳng vậy. Bên đây bị nhìn nghiêng rồi. Hơi ấy ha. Cái cục mỡ má hoàn toàn biến mất luôn, các bạn thấy không? Và đặc biệt là cái sự cái khuôn mặt nó không có bị mất liên lạc nữa. Nó đã được liên kết lại với nhau. Chị giảm độ sáng màn hình của iPad xuống thế gì? Giảm độ sáng màn hình iPad xuống, ok. Ủa? Tăng lên tí. Nó tự tăng á trời. Nè. Sao ta? Ra đây nè, nhìn đây. Ok. Này phải không? Ừ. Đây. Đó. Ha. Chúng ta thấy rằng á là cái má nó không, cái mặt nó không có còn sự mất liên lạc nữa. Cho chị nhìn nghiêng qua đây tí, nhìn ra đây nè. Khoe thành quả, bác sĩ Thảo khoe thành quả. Trời, tôi ngồi hướng này cái cánh tay tôi đùng như một lực sĩ luôn trời. Ok. Cho nên là bây giờ chúng ta nhìn vô đây ha, tôi vừa can thiệp 6 thủ thuật nhưng các bạn khó là nhận biết là gì đó. Đã can thiệp gì đúng không? Rồi bây giờ kể ra nha. Và chúng ta có thể đặt câu hỏi về những cái thủ thuật đó như thế nào ha. Đó. Rồi. Hồi nãy mình phân tích là bạn này có cái túi mỡ mắt dưới. Do đó tôi đã lấy túi mỡ nội soi. Bởi vì
tôi check rằng cái da mắt dưới này không có xảy ra ha. Từ khi lấy túi mở nội soi á, cái đường mổ nó nằm ở trong đường niêm mạc mắt dưới này và ở ngoài này mình không có thấy gì hết. Không biết y tá còn giữ mấy cục mỡ không em, có đem lên được không, có show lên được không? Thôi hơi nhạy cảm ha, cũng khá là nhiều ha. Ê, túi mở mắt này hơi nhiều, do đó là bây giờ mình nhìn vô mình sẽ thấy rằng cái độ mệt mỏi sẽ giảm đi. Đâu rồi, để coi đây cái túi mở này đó ha, đó cái túi đó đó, cái iPad này, cái này nè, cái phần này nè ha. Thì mình đã lấy nội soi và loại bỏ nó đi, sau đó là dùng mỡ tự thân tiêm làm đầy cái che lấp cái vùng khuyết mắt dưới đó nè, cái này ha. Đó, nhìn qua đây một xíu nè, mình nhìn nghiêng mình sẽ dễ thấy cái độ đầy đó ha, nó đầy như vậy nè, mình nghiêng cái ha, mình thấy không có cái đường khuyết lõm như cái nhìn nghiêng này nữa. Lấy nhìn nghiêng nữa ha. Đây nè, mình không có thấy cái đường khuyết này nữa nè, à, cái đường gãy này nè. Đó, bây giờ cái này nè thẳng đều lên và được kéo căng lên như thế này ha. Đó rồi, đó là hai thủ thuật vừa thực hiện đúng không? Sau đó là mình giảm túi mỡ má trong. Giảm túi mỡ má trong cũng là một thủ thuật ở trong cái niêm mạc miệng, bây giờ ở ngoài không thấy gì đâu ha. Đó, đó là mình giảm bớt cái độ phính ở đây bằng một cái cục mỡ đã được lấy ra. Thì mỡ má trong nó là một cái túi nằm rất là sâu ở trong gần cái niêm mạc miệng ha, nó không có liên quan gì đến cái mỡ dưới da. Bây giờ véo da vẫn được nè, quên véo da có gì đâu nè. Ê, nhìn cái véo da một tí đi em nè, các bạn nhìn thấy cái véo da không? Nó mỏng như vậy luôn nè, nó mỏng hơn tôi nên tôi vẫn còn hơi dày dày, cái này là rất mỏng luôn á ha. Do đó là cái cục phính nó không phải là mỡ, không phải mỡ dưới da này, có giảm cân có tập thể dục cách gì nó cũng không có nhỏ hai cái cục phính trước mổ được ha. Thì đó là túi mỡ má trong, do đó mình đã loại bỏ đi nên bây giờ cảm giác là cái mặt nó không có ngậm kẹo nữa đúng không? Đó, sau đó thì mình mới dùng mỡ tự thân luôn, mình kết nối cái cằm này với cái má này lại thành một khối. Một khối nghĩa là sao? Nó có sự liên lạc, độ nhô ở đây nó đi xuống vừa đủ, chứ không phải là nó giống như là một cái bậc thang, nó không phải đây to ra rồi xong nó xuống cái cằm một cái, thì nó gọi là cái sự phân cách về độ cao, nên nó gây ra hai cái khối khác nhau. Còn nếu như nè, mình nhìn lại vậy mình thấy nè, rồi gác lên vai luôn nè, bây giờ ha, mình thấy nè, cái độ cao nó bị ngăn cách bởi độ cao đây nhiều hơn độ cao này, nên nó tạo cái nếp gấp này ha. Thì mình làm liên lạc lại, tức là tăng cái độ nhô cầm lên. Cái bạn này trước mổ là cười, là thấy hai cái cục này phính ra, xong cái cầm nó dài ra và nó tạo cái khuyết hàm này rõ, thật là rõ luôn ha. Và bây giờ mình đã kết nối cái đường hàm này từ đây ra đây, thì đây nó có một cái sự kết nối, cho nên chúng ta thấy rằng giữa cái hàm và cái cầm, mình nghiêng qua đây một chút xíu ha, chúng ta không có thấy cái độ liên kết nữa. Bây giờ mình nhìn nó có thể mình sẽ thấy nó hơi dài hơn, bởi vì khi mình tiêm mở tự thân là mình phải trừ hao một chút xíu, mở không phải chút xíu đâu, trừ hao khá nhiều với cái cằm này, như tiêm tới nhiêu ta giờ không nhớ, mười mấy cc đó ha. Tại vì sao? Khi nguyên tắc của cái mỡ là sau 3 tuần chỉ một lượng mỡ sống lại thôi, do đó cái này nó vẫn đang nhiều hơn cái lượng cần thiết của mình một chút ha. Nhưng mà vì nó mình xếp vô hợp lý nên mình cũng không thấy nó nhiều quá đúng không? Đó rồi, là mấy rồi, là 4 rồi đúng không? Rồi bạn này có ao ước một cái mũi ha. Thì trước mổ mình nhìn thấy cái mũi này, bạn này có cái mũi khá là dài và nó thấp, có phần sống là chính ha, chóp mũi thì hơi to. Đây mình nhìn nè, đó, vì khi nhìn thẳng á thì thấy thằng này có vẻ tẹt quá đúng không, nó hơi tẹt quá và cánh mũi rất là rộng, và cái đầu mũi này cũng hơi tròn tròn, nhưng mà nó không có quá thấp. Đúng rồi, nó không có quá thấp. Mình nhìn nghiêng mình sẽ thấy nha, nó không có quá thấp, cho nên mình đã chọn phương pháp là nâng mũi tiny boy, tức là giải quyết cái độ cao giữa sống mũi và mắt này là chính, và cắt cánh mũi vô ha. Thì đã tạo ra kết quả này. Bây giờ là đang hơi sưng hai bên đây, hơi sưng hai bên đây nè, nên mình nhìn thẳng cảm thấy như nó không cao lắm ha, nhưng nhìn nghiêng nè, đó, nó hài hòa về độ lại này xuống nè, chớp lên nè, gọn và cắt cánh mũi vô ha. Đó, nó như đây, zoom cận cái ngước lên chị coi. Đó, ok. Em zoom cận được. Này đưa cận tay đây. Đây, zoom cận nè. Chúng ta sẽ thấy với phương pháp tiny boy và cắt cánh mũi, các bạn nhìn thấy nè. Nó không có
thấy đường mổ là một, thứ hai đường mổ rất là sâu và kín và hai lỗ mũi khá là đều, sao nhìn thấy được. Sorry cái bên kia. Yeah. Hồi hơi khó ha. Ừ ok. Lấy quay. Đó ha. Thì phương pháp Tony Boy đã thực hiện trên cái này đó là làm cho cái độ hở này nè, nó giảm đi, cái độ hở cánh giảm đi ha. Cánh mũi này tương đối là khá là, ôi trời chết rồi. Cái gì tùm lum vậy trời, khổ quá. Đây. Ha. Đó. Ok. Nè, cái chóp mũi nó cái cánh nó đỡ hở ra rất là nhiều ha. Thì nếu như mà và nhìn tổng thể các bạn đã thấy là ngay cả nó đang có sự sưng bầm thì chúng ta vẫn thấy được một cái sự hài hòa cân đối và nó không có bị cái gì nó quá nhiều hay nó quá ít ha, nó vừa đủ để theo cái kiểu khuôn mặt của bạn này có vẻ là hay im im hiền hiền kiểu này nè ha. Thì để nó cũng tương đối phù hợp với cái phong cách, cái cá tính của con người ha. Và cái case này mình chỉ muốn nhấn mạnh một cái điểm quan trọng, đó là cái việc má phính này quá là đặc biệt. Là bởi vì nếu chúng ta chỉ cần chọn sai một chút thôi thì cái này sẽ ra kết quả không có tốt ha. Này, tim bô tốt hàm là sệ hơn nè. Ok. Tim bô tốt hàm là sẽ tăng cái độ sệ lên. Rồi gì nữa, nếu tim giảm mỡ thì chỉ có phí tiền mà còn tạo ra cái sự sơ sẹo trên cái vùng da này. Nó sẽ gây lồi lõm mà thậm chí là nó bị trơ, nó bị sẹo bên trong á. Nó sẽ làm cho cái sự lão hóa nó nhiều hơn. Ok, đó ha. Rồi, chọn đúng giải pháp, mình tìm phát hiện đúng vấn đề, mình chọn đúng giải pháp. Như vậy là mình sẽ ra kết quả tốt hơn ha. Rất là đạt luôn á ha. Không biết tôi khen quá, không biết mọi người có thấy đạt thật không. Ok, ha, rõ ràng hai cục này ha. Để coi cái hình cười lại nè. Bây giờ em cười, bây giờ bạn này đang đau, không biết có cười nổi không. Cười thử coi nổi không em. Cười mỉm. Đây ha. Hồi trước khi làm là cái cầm bạn này tự nhiên á. Nè mà, nè, cười cái nó nhọn ra vậy luôn nè. Nó tạo hai cục phính này quá nhiều nè. Đúng không? Thật ra là tôi có đưa mỡ vào đây một chút để chặn cái này một chút xíu về cái sự nhấc cơ nữa ha. Đấy. Giờ đang đau quá cho nên là sao ê ẩm á, sao phẫu thuật đập phá tới 6 cái thủ thuật mà. Đó, ok. Cho nên là đối với cái thẩm mỹ và làm đẹp á, chúng ta phải chọn đúng giải pháp. Thì chúng ta thứ nhất là nó đúng, mình tiêu tiền đúng chỗ đó ha. Ok. Rồi, thôi trả lời câu hỏi của mọi người có thắc mắc gì về cái case này không? Cho chị câu hỏi đi em. Bác sĩ Thảo có thể chị, hôm nay livestream ở cái thời gian cũng không được tốt lắm. Ừ, nó chạy không kịp thấy luôn. Đẹp thật mà bác sĩ, đẹp thật. Cảm ơn bạn. Với lại có hút mỡ bụng không ạ? À? Hút mỡ bụng được thực hiện ở bệnh viện hay đi ba vẫn có thực hiện phương pháp hút mỡ bụng bạn nha. Cái này mình mỡ bụng thì nó hơi phức tạp hơn một chút xíu là chúng ta cần phải khám sức khỏe tổng quát rồi phải gây mê ở bệnh viện này kia nữa mới được ha. Ok, rồi có câu hỏi nào không em? Hỏi đại một câu đi. Không ai hỏi bác sĩ quê. Nói chung là tại vì là cũng hơi gấp gáp nhưng mà mình cũng muốn là sau phẫu thuật đó, tại bây giờ mới xong đó chưa có sưng, ngày mai nó mới sưng bầm nhiều hơn ha. Chứ giờ nãy bác sĩ Thảo làm là nó không có bầm mũi luôn á, nhưng mà bắt đầu nó bị bầm bầm chút xíu nè, bởi vì đó là phản ứng bình thường. Phản viêm và bầm sẽ xảy ra sau phẫu thuật ngày 1, ngày 2, ngày 3. Đó là 3 ngày mà sự sưng viêm sẽ nhiều nhất. Và chúng ta sẽ dùng kháng viêm, kháng sinh ha, và giảm đau để quá trình lành vết thương. Ha. Phản ứng viêm trong những ngày đầu nó sẽ nhanh chóng qua đi. Sau đó nó mới ổn định được. Và thông thường sau 3 tuần chúng ta mới có thể coi lại kết quả này. Chắc là 3 đến 4 tuần tùy theo, không biết nữa, tùy cơ địa nữa ha. Có những trường hợp như nó cứ sưng kéo dài, tức là sự phù tại vì cấy mỡ mà ha. Và cái này thì cấy cũng không nhiều lắm, chỉ có mắt dưới cằm và má này chút xíu để kéo căng sự chạy xệ lên. Cái này mình vẫn dùng kỹ thuật là Emdicode nhưng là dùng mỡ. Mỡ thực ra là đáng lẽ là filler thì giữ cái sự chặn tốt hơn. Tuy nhiên bạn này cũng khá trẻ cho nên mình đã dùng mỡ tự thân ha, mà chủ yếu là liên kết những phần của khuôn mặt với nhau thì nó cũng đã tạo ra cái sự không mất liên lạc đó ha. Khi nó kết nối được thì nó cũng sẽ tạo ra sự săn chắc cho mình khá là tốt. Ok, rồi thôi mọi người
đi nấu cơm chiều đi, nấu cơm tối đi. Bác sĩ Thảo cũng tranh thủ để chia sẻ với các bạn một cái case thực tế để mình hình dung một cách rõ hơn. Tại vì rất là nhiều sai lầm mà bác sĩ đã gặp ở những khách hàng tìm đến mình đó là bởi vì muốn làm thon gọn khuôn mặt nhưng chọn sai giải pháp, dẫn đến là các bạn mất lòng tin, các bạn mất tiền, các bạn mất thời gian và các bạn trơ trọi, các bạn không biết làm gì để tốt hơn cho bản thân mình ha, và trở nên là không biết làm gì nữa, tự nhiên bó tay hay là thất vọng luôn ha. Ok, thôi hẹn cả nhà rằng là sau 4 tuần bác sĩ Thảo sẽ show kết quả của cái case ngày hôm nay nha. Xin chào, có thể mình sẽ livestream lại ha. Ok, xin chào các bạn nha.